Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series hướng dẫn tất tần tật của kênh của mình. Thì hầu như tất cả mọi trò chơi nào mình đều có series hướng dẫn tất tần tật này. Và các bạn có thể xem cái series này ở phần mô tả của video cũng như các bạn vào kênh của mình. Các bạn vào mục danh sách phát. Các bạn lựa chọn cho mình cái tựa game Hello Cafe hướng dẫn tất tần tật. Thì các bạn sẽ có những cái video uh, cơ bản hướng dẫn những cái mẹ về tiếp để các bạn ở ờ, trải nghiệm cái trò chơi Hello Cafe này tốt nhất có thể nha các bạn ở ờ, các bạn thấy hay bổ ích thì nhớ cho mình xin một like một đăng ký với hiện đại thì mình cũng có bán mầm đậu chiết khấu rất là cao bằng thẻ dinh của nhà phát hành các bạn nhé các bạn nhớ rằng đây là thẻ của nhà phát hành nên các bạn rất sẽ yên tâm về vấn đề chất lượng nhé không bao giờ sợ bị refund hay là sợ bị lừa gì các bạn nhé các bạn cũng có thể liên hệ mình ở phần mô tả cũng như phần bình luận của video nhé Ok chúng ta sẽ đến nội dung của ngày hôm nay đó là vấn đề trang bị. À, để nói về trang bị là một vấn đề khá là đau đầu của một số bạn mới, mới chơi. Thật ra để mới chơi thì chúng ta kiếm trang bị khá là khó và mình cũng đã có một cái clip hướng dẫn các bạn kiếm trang bị rồi. Đợt này thì khi mà chúng ta càng chơi chúng ta mới nhận ra rằng thật ra thì chúng ta chơi đủ lâu, chúng ta cày chay đủ khỏe, chúng ta cực kỳ chăm chỉ. Thì hầu như các bạn chơi 1 đến 2 tháng thì các bạn sẽ phun đủ tím có tính cách ngon ngặt ngon lành cành đào các bác bởi vì có những cái sự kiện ví dụ như đợt vừa rồi có cái sự kiện uh, phú, phú quốc này chẳng hạn thì nó cho chúng ta một lượng trang bị rất là nhiều các bạn thấy chưa này trang bị ngẫu nhiên này trang bị hai cái này hai cái này mà cái sự kiện này phải chay được chứng tỏ là sau này có cả trang bị tự chọn nhé thì chứng tỏ sau này chúng ta sẽ kiếm trang bị rất là dễ cái câu chuyện khó là kiếm trang bị vàng thôi này trang bị vàng thì mảnh trang bị vàng nó như thế này còn mà kiếm mà trang bị tím thì hầu như nó khá là dễ dàng kể cả mình cũng vậy đang thừa khá là nhiều và có một cái vấn đề là thẻ đổi trang bị tím vị trí nữa này đây là một cái vé cũng khá là hay Nên cái vé này thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm cái vé này ở đâu và cái mình mình thấy cái vé này khá là linh động và khá là có những cái gì đó cái mẹo nhé các bạn nhé đây là một cái vé để có cái mẹo để giúp các bạn uh, thay đổi nâng sao rất là tuyệt vời OK, chúng ta sẽ đi sâu vào một chút nữa là một số bạn vẫn luôn hỏi mình là tháo trang bị thế nào, như thế nào? Thì tháo trang bị các bạn ấn vào trang bị, các bạn thấy cái chỗ này không? Đấy chữ X là các bạn tháo mà chữ này nghĩa là thay thế, đúng không? Vòng tròn là thay thế mà chữ X là tháo ra. Thì nói về trang bị thì thường chúng ta sẽ có kiểu thăng trang bị theo hệ đúng không? Khi mà trang bị gồm hệ Cà phê trà hoặc là hệ làm bánh ấy thì trong các hệ đó thì còn phân chia ra các loại tính cách thì đa số là chúng ta sẽ lựa chọn hệ trước rồi sau đó chúng ta mới lựa chọn tới tính cách đúng không Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề là nghiền đúng không Ví dụ như nghiền nghiền trở lại cái bản gốc của nó Ví dụ như mình có một cái này đi mình có một cái khuôn inox đúng không level 11 bây giờ mình muốn lấy cái khuôn này về vừa không Giữ lại cái khuôn thì chúng ta làm gì Và đây là một cái mà chúng ta đang gặp phải đúng không Bởi vì mới ban đầu chơi chúng ta đâu có được chọn tính cách đâu Đa số thì có cái gì chúng ta mặc cái đó à, Có đồ gì chúng ta xài cái đó đúng không Bây giờ chúng ta muốn nghiền lại để lấy lại cái khuôn Lấy lại cái bản gốc của nó thì chúng ta làm như thế nào Các bạn ấn vào cái vòng tròn này này cái vòng xoay này, đấy cái vòng tên xoay này thì đây là cái chỗ mà sẽ hiện ra một cái bảng thứ nhất bảng đầu tiên là bảng để tẩy tính cách với bản tính tẩy tính cách này chúng ta sẽ mất bốn bình xịt bốn bình xịt này thì đối với các bạn nạp thì kiếm rất dễ nhưng cải chay thì kiếm từ từ cũng ra đủ thôi bốn bình xịt nhá để xịt ra tính cách đấy kiểu như chế tạo ấy. đây gọi là bốn bình xịt để chế tạo tính cách rồi khi mà tạo ra tính cách mà không ưng ý ấy, thì chúng ta vẫn có quyền tẩy Đấy, tẩy thì thường sẽ mất một lần là một bình xịt Đây, đây là tẩy tính cách Thì sẽ mỗi lần mất một bình xịt Đấy, tạo tính cách và tẩy tính cách nha các bạn Tiếp theo đó là khôi phục cấp sao Khôi phục cấp sao này thì yêu cầu là các bạn cần một sao đúng không? Cần một sao thì làm thế nào chúng ta để lên sao? Lên sao thì tối thiểu các bạn phải cộng 15, cộng 16 Thì lúc đó các bạn mới nâng được lên sao Giả định như đây mình thử nâng sao đi Đấy, đây, đây là không sao đúng không? Đấy, đây là một cái máy trộn của hệ làm bánh tính cách nhiệt tình không có sao bình thường thì chúng ta sẽ nâng sao cho ai chúng ta sẽ cho những cái nhân viên mà chúng ta đi về già. nói chung là thường nó còn thuộc phụ thuộc vào một số yếu tố nữa nhưng đa số thì chúng ta sẽ nâng sao cho nhân viên tính cách nhân viên có tính cách và kích hoạt được cái thuộc tính ẩn của tính cách đây thuộc tính ẩn của tính cách là như thế này ví dụ như đây là cây la ấy thợ làm bánh và tính cách nhiệt tình thì mình trang bị cho cây la một cái máy trộn cao tốc của hề làm bánh tính cách là nhiệt tình thì nó sẽ kích cái chỉ số ẩn rất là khỏe thường thì cái tính cách là kích làm cho cái trang bị nó khỏe lên gấp 3 gấp 4 lần ví dụ như bây giờ mình muốn tăng sao đi đấy mình sẽ thử tăng sao cho cây la nhé tăng sao đầu tiên là chúng ta thấy là không thể tẩy được không thể khôi phục được cái cấp đúng không nó yêu cầu là cần lớn hơn hoặc bằng một nghĩa là phải tên một đấy lớn hơn hoặc bằng một nhé thì mình sẽ tăng sao đấy, tăng sao thì rất là khỏe nha các bạn tăng sao lên tận 133 điểm kỹ năng đấy thì khi mà tăng sao như thế này thì chúng ta muốn nghiền thì sao đấy thì chúng ta muốn nghiền này vẫn ấn ấn vào cái vòng tròn để trở lại cái bảng lúc nãy của chúng ta đây các bạn thấy chưa Đấy thì khi mà chúng ta nghiền thì nó sẽ trả lại chúng ta bản không sao đấy đây mình đấy mình sẽ tẩy đấy các bạn thấy ra và nó sẽ cho chúng ta một cái này rất là ngon nữa các bạn nhá đấy nghĩa là cái này nó là một cái mẹo nó là một cái mẹo để chúng ta chuyển hệ không phải chuyển tính cách nhá đây là cái mẹo để chúng ta kiếm cái phôi chuyển hệ đấy lúc nãy là cái cái mà mình nâng sao đâu rồi chị cây la đây rồi cái này là cái máy trộn cao tấp đúng không mình tẩy mình nâng xong rồi mình tẩy về một cái bàn góc nó ra một cái thẻ đổi trang bị thì từ máy trộn cao tốc mình có thể đổi sang được máy pha cà phê chẳng hạn đấy hiện tại thì nhân viên cà phê của mình đang yếu thì mình sẽ nâng nhân viên cà phê lên thì mình sẽ chọn ở uh, máy trộn pha cà phê bởi vì nhân viên cà phê của mình lên xa quá chậm thì mình sẽ gắn cho nó lên trang bị nhanh một tí đó là cái tư duy của mình như vậy đấy đó là một cái mẹ nhé tiếp theo nữa chúng ta sẽ đờ tới một cái mẹ tiếp theo chúng ta vẫn vào cái bảng này đây tạo cấp mới các bạn thấy chưa ấy đấy để tạo cấp mới thì mình sang cái khuôn đi nóc đi đấy khuôn đi nóc này mình sẽ tạo cấp mới này đấy ví dụ ở đâu không phải cái này tính cách giả định như cái này đi đấy cái này các bạn muốn cái này thường thì các bạn sẽ hay xài cái này nhiều ví dụ như các bạn có một cái nào đó không có tính cách đúng không các bạn muốn trở nó về level không thì chúng ta vẫn vào cái bảng này và chúng ta chạm chọn cái mục mà tạo mới cấp Đấy, cái tạo mới cấp này chúng ta sẽ ấn vào kim cương này chúng ta tạo thì nó sẽ hoàn trả hầu như là một phần tài nguyên và kèm lại là hoàn trả cái trang bị về không đấy rất là thích đúng không đấy từ đó thì chúng ta có thể làm cái này để đi nâng nâng làm phút để nâng cái trang bị khác đúng không vậy thì mình sẽ thử tẩy đi mình thử tẩy đi nhá mình thử tẩy một cái lúc nãy đi đây đúng không mình sẽ tẩy lại cho các bạn này thì chúng ta test lại này đúng không nó sẽ cho chúng ta chọn ba cái mẫu này. đúng không đấy mình bỏ kim cương ra test cho các bạn nhé có gì các bạn quý mến cho mình một like một đăng ký với đây mình sẽ ở à, đây đồng phụ đỏ mình sẽ chọn một cái này vậy thì nó sẽ tính theo là một ui ấy vậy là nó tính theo copy và foot các bạn ạ Đấy, đầu tiên là mình phải nâng level nữa các bạn nhé Nói chung là muốn nâng lên sao cao thì các bạn cũng phải tiêu tốn level nữa Đây, tăng sao này Đấy, vẫn cần nha các bạn nhé Ok, mình sẽ cần thêm này, hai cái đi Đấy, vậy là chứng tỏ cái tẩy kia rất là thích nhỉ Chúng ta có thể chuyển đổi khá là nhiều Đấy à, đâu rồi? Đây, tăng sao này Đấy, nó sẽ lấy hai cái trang bị ôi vậy là như thế này đối với vấn đề tăng sao thì hầu như là có phút và có copy là được các bạn nhé ấy nó rất là khỏe thấy chưa các bạn thấy chưa tiếp theo này mình sẽ nâng cái này đi ờ mình mình nâng bên này đi các bạn nhé đời mình chiếu mình sẽ chọn một cái chu đáo đi chu đáo thợ phát chế đây trang bí này thợ phát chế này à, tính cách là chu đáo đúng không chu đáo đây rồi đấy rồi mình sẽ lắp vào tại vì mình đang đầu tập trung trong cái nhân viên này các bạn nhé đây chu đáo ok mình sẽ nâng uh, lên level này thường thì đồ tím hay là đồ gì cũng vậy sẽ tốn nhiều keo hơn các bạn nhé. Đấy, rồi chúng ta sẽ tăng sao này. Đấy, rồi tiếp theo này tăng sao hơn nữa này. Đấy, nó sẽ lấy ngẫu nhiên hai cái nhé. Khá là thích các bạn nhé. Đấy, vậy thì chứng tỏ cái vấn đề chúng ta tạo mới ra cái này khá là thích các bạn nhé. Chúc các bạn chuyển đổi khá là tốt nếu mà các bạn cảm nhận thiếu nhé. Đấy, bây giờ lên điểm kỹ năng rất là nhiều, 2 điểm các bạn nhé. Đấy. Vậy là tổng kết của ngày hôm nay thì nó khá là đơn giản. Thứ nhất là về vấn đề xịt này. Vấn đề các bạn khôi phục lại sao thì nó sẽ trả lại cho các bạn cái phôi góc này. Tiếp theo nó là khôi phục lại ISP uh, này. Cái điểm kinh nghiệm mà chúng ta nhân bằng keo ấy. Thì nó sẽ khôi phục lại nha các bạn nhé. Đấy câu chuyện của ngày hôm nay nó chỉ là như vậy thôi. Uh, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.